Hôm nay, ngày 25 tháng 7, lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đoàn gia đình và dòng họ gồm vợ cùng các con, cháu, chắt vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phu nhân Ngô Thị Mận, thắp hương và không giấu khỏi cảm xúc đau buồn khi mất đi người chồng vĩ đại của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng mất đi là một niềm tổn thất to lớn đối với đảng nhà nước nhân dân và gia quyến đồng chí để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ tổng bí thư nguyễn phú trọng ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam Quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế gửi lời chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần tại lễ viếng. Gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin phép không nhận vòng hoa và phúng điếu. Đến 13 giờ ngày mai, 26 tháng 7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội với tình cảm thân thiết với Việt Nam, sự ngưỡng mộ với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều quốc gia sẽ cử lãnh đạo, quan chức cấp cao sang Việt Nam dự lễ tang. Theo đó, phía Lào thông báo đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thông Lầu Un Sisoulith dẫn đầu sẽ sang Việt Nam dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung Quốc sẽ cử ông Vương Hộ Ninh. Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, làm đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Hà Nội tham dự các hoạt động viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, theo thông báo trên Facebook của đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, ngày 24 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba, Esteban Lazo Hernandez đã đến Hà Nội dự tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken sẽ dự lễ tang của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam. Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tham dự tang lễ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày 25 tháng 7 với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo dẫn đầu tham dự lễ viếng và lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội. Đại diện cấp cao, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu có mặt tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 7 để tham dự tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay bắt đầu hai ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ở vị trí nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng giành được tình cảm to lớn của nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Một trong những thành tựu nổi bật của ông chính là đường lối ngoại giao cây tre. Đường lối ngoại giao cây tre của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bước đi chiến lược đúng đắn sáng tạo trong việc lãnh đạo thực hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ được nhớ đến là người lĩnh sướng và nâng tầm lý luận ngoại giao cây tre Việt Nam, mà ông còn được nhiều nhà ngoại giao nước ngoài khắc ghi vào lòng như một người anh, người thầy đáng kính. Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ông Danny Abdi đã có ba lần gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phòng làm việc của ông tại Hà Nội, bức hình chụp ông Trình Quốc Thư lên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông đến Việt Nam nhậm chức luôn được ông trân quý. Với ông, đó là khoảnh khắc không bao giờ quên trong sự nghiệp làm ngoại giao của ông. Tôi vẫn còn nhớ như in vào tháng 3 năm 2021, khi tôi đến Việt Nam, Trình Quốc Thư nhậm chức tôi đã gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất gần gũi, bắt tay tôi và nói chuyện với tôi. Lúc đó, Hà Nội vẫn trong thời kỳ chống dịch Covid-19. Điều này đã trở thành một ký ức đẹp trong tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự chân tình của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi cảm thấy rất đau buồn khi nghe tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Còn đối với ông Gennady Stepanovich, đại sứ Nga tại Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của Nga nguyên tắc ngoại giao cây tre mà Tổng bí thư xây dựng đã trở thành một trong những biểu tượng của chính sách đối ngoại ở châu Á và nhận được sự công nhận và tôn trọng xứng đáng trên trường quốc tế. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần đến thăm Liên bang Nga khi dẫn đầu các đoàn đại biểu cấp cao. Người Nga nhớ đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người bạn lớn của nước Nga. Tôi tin tưởng rằng di sản chính trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn có tính cấp thiết sau hàng thập kỷ khi ông qua đời. Tôi một lần nữa bày tỏ sự chia buồn chân thành đến gia quyến và người thân của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến ban lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hữu nghị. Bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sư Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng bản lĩnh, tâm nhìn, trí tuệ định hướng và sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian qua được các quốc gia, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Chính trong chính sách ngoại giao cây tre mà cách đây 11 năm, Pháp và Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Tôi nghĩ rằng đây là biểu tượng mạnh mẽ về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm Pháp cả hai nước đã vạch ra những đường lối ưu tiên giữa hai nước Pháp và Việt Nam. Nhờ trao đổi đối tác chân tình của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó Pháp đã hiểu rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc mở cửa và hội nhập. Gốc vững, thân chắc, canh uyển chuyển là những gì được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng để mô tả về bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là mất mát lớn của nhân dân Việt Nam mà còn để lại niềm tiếc nuối sâu sắc với bạn bè quốc tế, với những người đã từng có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất lớn lao của Đảng và đất nước. Hình ảnh về một người lãnh đạo bình dị mà vĩ đại đã trở thành biểu tượng của Đảng và là chỗ dựa niềm tin không chỉ cho toàn thể nhân dân mà còn đối với nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Từ tâm tư tình cảm cùng những lời gửi gắm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho thanh niên Việt Nam tại các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thanh niên cả nước đã quyết tâm phấn đấu rèn luyện, tiên phong đi đầu trong mọi phong trào xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước xứng đáng với sự tin tưởng kỳ vọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm và căn dặn. Với vai trò là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, trong ba kỳ đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 10, 11, 12 vào các năm 2012, 2017, 2022 và lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2021, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian tham gia và phát biểu ý kiến với nhiều lời căn dặn sâu sắc. Thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước là lực lượng sung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Đối với thanh niên Khánh Hòa, mặc dù chưa có cơ hội được vinh dự tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những lần đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa, song tâm tư, tình cảm cũng như những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với thế hệ thanh niên Việt Nam luôn được thanh niên Khánh Hòa tiếp thu và thực hiện. Thật sự là một lời kêu gọi và căn dặn cho nhiều thế hệ thanh niên sau này. Đối với tôi thì thanh niên chúng ta còn phải luôn có tinh thần dám nghĩ, dám làm, luôn xung kích vào trong các công hiến cho đất nước với vai trò là một bí thư chi đoàn sở thì bản thân tôi luôn là người đi đầu và vận động thanh niên, thanh niên thực hiện các tốt các phần việc thanh niên. Thời gian qua thì đoàn thanh niên của tỉnh Bình Hòa cũng đã chủ động tham mưu triển khai sâu rộng các hoạt động sinh hoạt chính trị cũng như là nghiên cứu là những lời gửi gắm cũng như là tư tưởng của tổng thư Nguyễn Phú Trọng đối với các thế hệ trẻ của Việt Nam. Trong đó là chúng tôi cũng đã triển khai nghiên cứu các quyển sách do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết và đồng thời chúng tôi cũng đã triển khai À, sâu rộng việc nghiên cứu quyển sách à, do Bộ Công an và nhà xuất bản chính trị quốc sự thật viết. À, sách có tên là danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, gồm tập hợp những phát biểu chỉ đạo à, cũng như hình ảnh và lời gửi gắm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng, một thế hệ thanh niên phải có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Lời nói ấy đã trở thành khẩu hiệu vô giá cũng như là kim chỉ nam cho nhiều thế hệ thanh niên tỉnh Khánh Hòa đã và đang kiên trì theo đuổi trên con đường phấn đấu, rèn luyện bản thân, cống hiến sức trẻ cho cuộc sống và cộng đồng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần giúp thanh niên thực hiện thật tốt sứ mệnh của mình đối với Đảng, với đất nước, với dân tộc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phải thể hiện cho bằng được và làm thật tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng về đạo đức lối sống văn hóa nâng cao lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc những lời gửi gắm quý báu của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trở thành những bài học to lớn và là kim chỉ nam để các thế hệ thanh niên việt nam nói chung và thanh niên khánh hòa nói riêng cụ thể hóa vào trong từng chương trình hành động những năm qua tuổi trẻ khánh hòa đã ra sức cống hiến tình nguyện trên mọi mặt trận hướng đến mục tiêu phục vụ cộng đồng và xã hội tâm tư tình cảm cùng những lời căn dặn gửi gắm mà tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi đến thế hệ thanh niên việt nam sẽ luôn là lời hiệu triệu để các thế hệ thanh niên phấn đấu trong học tập rèn luyện trong công việc cũng như sẵn sàng phát huy tinh thần sung kích tình nguyện trên mọi mặt trận vì cộng đồng vì xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp